Các bạn thân mến, cuộc sống vốn bộn bề những lo toan, xã hội đã phân công mỗi người mỗi việc. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy rằng ai cũng có những niềm vui và ai cũng có những nỗi buồn và nó không giống nhau. Và mỗi người sẽ có những cái cách để thể hiện niềm vui cũng như nỗi buồn của mình. Người thì đi du lịch ngao du sơn thủy, coi đó là thú vui và là một cái trò tiêu khiển. Có những người thì lại muốn chơi đồ cổ, có những người buồn một chút lại tìm đến rượu. Tức là các bạn thấy có rất nhiều cái cách để người ta có thể thể hiện được cái cảm xúc, có thể đó là cái niềm vui, có thể là nỗi buồn. Nhưng các bạn thấy là cái cảm xúc của con người, phàm đã là con người thì đều có ái ố hỉ nộ đấy. Thì các bạn thấy là con người đều không thể nào mà thoát khỏi cái điều đó được. Bằng chứng là các bạn thấy là cách đây hơn 1.000 năm vào thời nhà Lý, có một vị sư rất nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, đó là Không Lộ Thiền Sư, hay còn gọi là Dương Không Lộ. Đây là một vị sư tương truyền rằng ông vốn là dân cày nhưng sau đó đi tu và đã học được rất nhiều những cái điều huyền bí trong đạo Phật, và ông có cái thuật đi được ở trên không cho nên mới gọi là Không Lộ Thiền Sư. Và đây là một nhân vật có thật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Dương Không Lộ thì vốn có rất nhiều những đóng góp đối với lại nhà Lý trong quá trình dựng nước, giữ nước, cũng như là giúp nhân dân khai khẩn đồn điền, cũng như là cái việc mà trị bệnh cho thiên hạ. Và sau này thì lịch sử còn ghi chép rất là nhiều, và cũng tương truyền rằng là ông đã về cái chùa Keo ở Thái Bình và ông tu ở đó. Thì các bạn thấy, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ngày xưa đi học tôi nhớ là học rất là nhiều những cái bài của ông này. Thì có một cái bài rất nổi tiếng: Trạch Đắc Long Xà Địa Khả Cư, Giã Tình Trung Nhật Lạc Vô Dư, Hữu Thời Trực Thướng Cô Phong Đính, Nhất Khiếu Trường Thanh Hàn Thái Hư. Đây là một cái bài mà tôi ngày xưa đi học là tôi cũng rất là hay đọc. Dịch nghĩa có nghĩa là kiểu đất Long Xà chọn được nơi, tình quê nào chán suốt ngày vui, có khi đỉnh núi trèo lên thẳng, một tiếng kêu vang lạnh cả trời. Dịch ra tiếng thơ thì nó hay vậy, nhưng mà thực tế đến để ở cái nguyên tắc chữ Hán thì nó nhiều cái nghĩa sâu xa lắm. Ví dụ Nhất Khiếu Trường Thanh Hàn Thái Hư, kêu một cái tiếng mà nó làm lạnh cả cái cõi Thái Hư ấy, để cái cõi hư không lớn lao ấy. Và các bạn thấy người ta dịch là một tiếng kêu vang lạnh cả trời, thì ý thì nó hay nhưng không diễn tả được hết cái nghĩa gốc. Thì tôi mới nói là các bạn thấy là đó cũng là một cái cách mà nhà sư sau khi đã đắc đạo rồi, đã hiểu được rất nhiều những cái triết lý của tự nhiên, của xã hội, nắm được những quy luật vận chuyển của xã hội, của tự nhiên, và đặc biệt là có rất nhiều công lao, có thành tích, có chỗ đứng trong Phật giáo, có chỗ đứng trong chính trị xã hội, rất nhiều lần giúp vua, được vua tham vấn cái việc mà đối đãi ngoại giao cũng như là trong việc dựng quốc, thì cũng vẫn có những cái tâm trạng Dương Không Lộ, tức là nhà sư Không Lộ Thiền Sư, cũng đều có những cái cảm xúc trong lòng đấy. Tại sao lại phải trèo lên đỉnh núi, một tiếng kêu vang lạnh cả trời? Các bạn thấy nó có cái gì đó trong cái hành động đó, nó cái tư tưởng đó, nó có cái gì đó là như muốn được giải thoát, hay là muốn giải bày một cái tâm trạng, giống như các bạn khi các bạn buồn bực thì các bạn muốn kêu lên một tiếng thật to đấy. Và bây giờ thì các bạn cứ mua dàn máy karaoke về là mình hát đấy, thậm chí là mình nghe nhạc thì loanh quanh. Đại gái là tôi cứ phân tích như vậy theo cái nghĩa mà tôi hiểu ngắn gọn, thì xin giới thiệu các bạn rất nhiều những cái dòng loa đây này, lan man một chút để các bạn thấy rằng là cái câu chuyện audio thì nó liên quan đến rất nhiều văn hóa xã hội và nó thú vị lắm. Thế ở đây thì hôm trước tôi đã tiếp thị các bạn mẫu này là mẫu JBL 100 Century, dòng này là dòng chép thẳng hàng, ở bên này là 100 Century tép chéo. Thì mẫu này các bạn thấy đấy, có giá là 31 triệu đồng, mẫu này thì có giá là 32 triệu 500 ngàn đồng. Thực tế hai thằng này nếu như sử dụng một con đâm ly Luman 80V này đấy, có giá 28 triệu đồng này, để đánh vào ấy, thì để nguyên một mức chỉnh một bài hát vào trên một nguồn phát, thì các bạn sẽ thấy cái thằng Luman, xin lỗi các bạn, là thằng JBL 100 Century thẳng hàng này nó sẽ ấm hơn một chút, và tiếng bass nó chỉ hơi nặng hơn một chút thôi. Còn chất âm, cái độ bóc tách thì giống hệt như nhau thôi. Các bạn nếu như bình thường là chúng ta không có cái sự so sánh tại chỗ, có hai cặp thì chúng ta cũng rất là khó phân biệt. Để nói như vậy để các bạn tránh để bị những anh em khác, khi mà người ta cứ tán và để người ta nói thì các bạn sẽ thấy là nó sai lệch cái sự vật hiện tượng đi. Ở đây là có một cái cặp là 166 Horizon này. Cặp này thật sự là một cặp ngon bổ rẻ. Thì các bạn thấy đây là một trong những mẫu loa nó có một điều là ly kỳ, đó là nó sử dụng chung con bass này với lại thằng JBL65A. Đấy, thằng này là 166 Horizon, như các bạn thấy. Đấy, hai vi tinh chỉnh, lỗ thông hơi trực diện. Đặc biệt nó sử dụng một con chép này, nó chép đôm đĩa bạc. Đấy, một loa chung giấy.
Các bạn nhìn thấy toàn bộ cái driver này nó khá giống với trên những cái dòng loa 65 nói chung, nhưng thằng 65A thì các bạn thấy đó là một trong những mẫu cao cấp, nó sử dụng chất kim cương. Thằng này thì nó lại sử dụng chung loa bass với lại thằng 65A, nhưng trong khi giá thì chỉ hơn 30 triệu thôi, các bạn thấy rất là hời. Cho nên là chơi cặp này khá hay, các bạn có thể đánh bằng các dòng âm ly của Marzahn kiểu như 94D này, 94 Limited này, hay là các dòng 84 này, hay các dòng Akufei 303 vân vân, hay 305 vân vân. Và các bạn thấy là ở đây thì nó có hai cái trường phái mà cái cách làm loa chép ấy, thì có rất nhiều người mới nói tôi là loa chép giấy nghe hay hơn chép kim cương hay hơn, hay là chép titan hay hơn. Thì bản chất mỗi một cái dòng loa thì nhà sản xuất người ta tạo ra, người ta đã có cái sự tính toán rất là nhiều liên quan đến cái tần số đáp tuyến. Nhưng tựu chung lại thì các bạn thấy JB nó thiên về cái tiếng bass trầm ấm, cho nên là ở cái giải cao nó hay sử dụng một cái cách, đó là sử dụng cái chép đối lập, tức là sử dụng con chép titan hoặc là chép kim cương, tức là chép được phủ một cái lớp kim cương nhân tạo lên để tăng cường cái độ cứng ấy. Thì các bạn thấy kể cả những thằng này này, đó là những cái thằng JBL L80S có giá 19 triệu đồng này này, nó sử dụng một bát 25 một chung giấy và một chép titan. Trong khi thằng này là JBL 4312A dòng Control Monitor, dòng này là dòng được các phòng thu xong người ta sử dụng để kiểm tra lại chất lượng của bản thu, cho nên nó là dòng monitor. Thì các bạn thấy là nó cũng sử dụng một con chép titan. Và ở đây các bạn nhìn thấy này, thằng này là thằng 120Ti cũng sử dụng một con chép titan, thằng này thì có giá 27 triệu đồng. Thế thì các bạn thấy là tiếp tục là thằng này, lại là thằng JBL 4312 dòng MK2 cũng sử dụng chép titan. Đấy. Thế thì các bạn thấy là cái việc mà sử dụng chép titan thậm chí nó còn xuất hiện trên cả thằng L80 này. Đấy, 80T. Thì tôi có cả cái dòng 100T thì thằng này thằng 80T. Như vậy các bạn thấy nó cũng sử dụng chép titan. Như vậy có thể nói rằng quan sát qua một chút thì ta thấy rằng rất nhiều các dòng loa của JB sử dụng chép titan. Thế thì vốn là những thằng JB các bạn nghe, các bạn cứ để ý vào cho tôi, kể cả những cái dòng cực phẩm, những dòng cực kỳ đắt tiền, sang chảnh của thằng JB, thì tiếng bass của nó có một cái đặc điểm chung là tiếng bass rất mềm, nó xuống sâu, ấm hơn bất cứ dòng loa nào khác. Đặc trưng của JB là tiếng bass bao giờ ế ấm và nó êm, nó mềm hơn bất cứ cái dòng loa nào khác. Đó là một cái ưu điểm rất lớn, nhưng nó cũng sẽ là nhược điểm nếu như mà các bạn ghép vào những cái dòng âm ly mà cho tiếng bass mềm. Những dòng âm ly cho ra tiếng bass mềm lại gặp những cặp loa mà phẩm chất của nó đã là bass mềm thì nó lùng nhùng, rất khó chỉnh tiếng bass tròn. Cho nên phương pháp một là dùng dây có cái tỷ lệ bạc cao hơn, hai nữa là các bạn có thể sử dụng những cái dây dẫn mà người ta sử dụng bạc đấy, nguyên cái tỷ lệ cao như tôi vừa nói đấy. Và cái nguồn phát, đặc biệt nguồn phát tức là CD, thì có thể sử dụng cái dòng của Sony hay Denon. Ví dụ như các bạn có thể sử dụng những cái con CD này này, đây này, CD Sony 555 EFG có giá 15 triệu đồng này này đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ khắc phục được cái hiện tượng ù và lùng nhùng bát. Đó là lý do mà rất nhiều người cứ đánh, cứ tưởng rằng B âm ly Akufei đắt tiền, đánh vào những cặp JBL đắt tiền là ăn phở ngay. Không phải đâu ạ. Cái giải trầm nếu như không biết những cái mẹo phối ép ấy, thì nó sẽ rất dễ đến dẫn đến cái tình trạng ù rền và làm cho các bạn chán nản. Đây là cặp 100T này, cũng sử dụng chép titan. Thế thì đang nói dở về cái phẩm chất của thằng JB, nó cho cái tiếng bass mềm trầm ấm ấy, đó là một cái lợi thế nhưng cũng là con dao hai lưỡi như tôi vừa nói ở trên ấy. Thì JB nó hay tăng cường vào đây một cái con chép titan như tôi vừa nói các bạn ấy, con chép titan này, kể cả trên cái dòng 120Ti này. Con chép titan này thì có một cái lợi thế, đó là nó quét được cái tần số, tức là cái tần số đáp tuyến của nó vươn được rất cao. Thì tôi đã nói các bạn rất nhiều lần rồi, tai người nghe tốt nhất từ ngưỡng 20Hz đến 20.000Hz. Nhưng thực tế những thằng chép titan này có thể vươn đến những cái tần số khoảng tầm 90.000Hz, ví dụ như thế. Và có những cái cặp thì có thể, ví dụ chép mảnh bạc ấy, hay là trên những con chép kim cương mà hãng công bố ấy, thì tần số còn quét cao hơn thế gấp 3 lần. Đấy, các bạn thấy như vậy là nó thừa ngoài khả năng nghe của tai người. Thế nhiều bạn mới nói là thế thì như người ta bị điên à, nhà sản xuất bị thần kinh à, sao lại tạo ra những cặp loa tai người nghe đến 20Hz rồi ông làm đến tận 120.000Hz hay 150.000Hz thì ai nghe được. Nhưng thực tế các bạn nhớ là cái tần số đáp tuyến, ví dụ như là người ta ghi là 120.000Hz, nghĩa là trong một giây cái chu kỳ của cái bước sóng nó lặp lại 120.000 lần, thì cái chu kỳ bước sóng nó lặp lại càng nhiều lần trên đơn vị thời gian là giây thì tiếng chép càng mịn, càng mịn. Đấy, tiếng chép càng mịn, nghe nó càng sang. Và các bạn thấy là có những cái bản nhạc mà khi các bạn mở lên ấy, tôi mách cho các bạn một cái mẹo. Khi các bạn mua những cái cặp loa thì người ta có nói với các bạn là loa này đã làm lại loa chép chưa hay là còn nguyên zin ấy, thì các bạn nói là thường thợ nói thì các bạn sẽ không tin đâu. Và các bạn phải nghe, các bạn chọn cho tôi một cái bài hát mà các bạn nghe nhiều nhất, đấy, quen tai các bạn nhất, các bạn mở thử. Khi các bạn nghe
thì ngoài cái phần tiếng chép nó đánh lách tách nhá, thì bao giờ nó có cái tiếng leng reng rất nhỏ bên dưới cái tiếng lách tách đấy. Cái tiếng leng reng ấy nó rất là nhỏ và phải tinh ý các bạn mới nghe thấy. Và các bạn thấy những cái tiếng đó ấy, thì nó không bao giờ xuất hiện trên những cái con chép đã làm lại. Các bạn nhớ điều đấy. Và người ta vẫn miêu tả rằng người ta nhìn ta cái cảm giác nghe cái tiếng mà leng reng nhỏ nhỏ bên cạnh cái tiếng tí tách của chép ấy, nó giống như cái việc mà chúng ta nhìn vào mặt hồ ấy, thì có những cái con sóng nó gợn lăn tăn này, thì vẫn có những cái hơi nước nó lăm tăm bên cạnh đó. Các bạn nhớ nhé, cái đó là cách miêu tả rất là tinh tế, khó diễn đạt lắm. Bởi vì những người mà đã chơi rồi biết rồi thì nói cái là hiểu, nhưng với những người mà chúng ta chưa va, mà chúng ta chưa có cái điều kiện để so sánh đối chiếu ấy, thì miêu tả nó rất là khó. Thì khi nêu ra một cái hình ảnh như vậy thì các bạn thấy rất rõ nhé, một là chất titan thì lợi thế của nó như thế đấy. Nhưng nếu như các bạn ghép không cẩn thận mà đồ đánh của chúng ta nó dư thì thừa, thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng đó là nó cực đoan ở giải cao và chép titan sẽ gây ra hiện tượng chói đấy. Thế thì lựa chọn con âm ly nào, đầu CD nào, nguồn phát ra sao để phát huy được cái tiếng bass mềm trầm ấm ngọt ngào của thằng JB và lại phát huy được cái tiếng chép nảy cao tí tách nhưng không bị chói gắt, đó là một cái nghệ thuật chơi. Và nó đòi hỏi rằng chơi audio là một bộ môn nghệ thuật và không làm theo một vài công thức sáo rỗng có sẵn đưa cho bắt chiếc, mà đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự đấu nối phối ghép, tự vọc vạch, tự sáng tạo, tự tìm ra cái phương án chơi để nó phù hợp với cái sở thích của mình và nó phù hợp với cái tai nghe của mình, cái trình độ thưởng thức của mình. Các bạn nhớ nhé, kể cả những dòng tenor thì có thể các bạn lựa chọn những dòng chép đôm này. Chép đôm thì tiếng nó ấm, nó dày và không bao giờ gắt, đặc trưng của chép đôm. Các bạn nhớ là sau đó thì các bạn thấy có cả chép giấy nữa, ví dụ như đây này. Đấy, thằng này là chép giấy, bát giấy, trung giấy, chép giấy. Các nhà khoa học đã cố gắng tạo ra rất nhiều các loại vật liệu, nào là sợi composite, sợi tổng hợp, sợi Kevlar, rồi gốm, thủy tinh vân vân, nhưng người ta vẫn kết luận rằng nếu như nói về tuổi thọ thì độ bền cao nhất có nghĩa lẽ là thằng màng carbon. Đấy, màng carbon bao giờ có cái tuổi thọ cao nhất so với tất cả các loại. Sau đó là đến những dòng sợi tổng hợp. Thế còn những cái dòng bát giấy thì cái độ bền thời gian của nó có thể là chỉ đầm khoảng vài chục năm thôi. Đấy, thế nhưng mà các bạn thấy là tùy theo cái điều kiện sử dụng. Nhưng vật liệu giấy được các nhà khoa học đánh giá là hay nhất trong các loại vật liệu. Chưa có vật liệu nào đem lại tiếng nhạc ấm áp, trong sáng, mộc mạc một cách tự nhiên bằng vật liệu giấy. Đó là lý do các bạn thấy các dòng loa toàn giải người ta cũng hay sử dụng cái vật liệu là bột giấy tinh khiết, hay thậm chí là sử dụng những cái sợi màng như sợi mành, như sợi chuối, mà nó mỏng đến mức độ không máy móc nó làm được, phải là sản xuất thủ công. Đó là lý do mà rất nhiều các dòng loa toàn giải nó quá đắt đỏ. Đấy, các bạn thấy là như vậy. Các bạn thân mến, có rất là nhiều điều muốn cứ tập trung vào nói, nhưng cái điều nọ thì nó lại cứ lan man sang cái điều kia, nó tựu chung lại là nó cũng chẳng tập trung vào cái việc gì. Nhưng nêu ra một vài cái điều để các bạn, nếu các bạn cảm thấy cái gì cần thì các bạn vận dụng và các bạn có thể chiêm nghiệm trải nghiệm thay vì cái việc mà chúng ta phải mất tiền. Ở đây các bạn thấy cặp này là cặp khủng này, tôi đã giới thiệu rồi. Cặp 240Ti, cặp này nó hiếm lắm. Lần thứ hai từ ngày bán hàng tôi có một cặp loa nó đẹp như thế này, nó trùng đôi trùng vế, đúng chiếc bên phải và chiếc bên trái. Đấy, có cái công tắc bật về chế độ đánh phòng rộng phòng hẹp cho cả giải cao giải chép, độ thông hơi bát 30 đấy, chép titan, và cái phân tần của nó thì khủng khiếp như một quyển sách ấy. Tiếng bát con này 30 nó quánh phải như những cái con bát 40 gì cả đấy, nhưng mà tiếng bát của thằng này thì khủng khiếp lắm, thằng JB mà. Có rất là nhiều cái điều nữa, nhưng mà tụ chung lại thì có một vài cái cặp loa và cũng nêu ra một vài cái hay trong việc chơi audio. Thì ở chương trình này thì tôi xin phép dừng video clip này đây. Nếu các bạn thấy hay thì bấm like, và nếu các bạn có nhu cầu mua sắm bất cứ một cái thiết bị nào, hay cái dòng loa nào chỗ tôi có thì các bạn cứ alo theo số điện thoại hiển thị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.